Tết, bốn qua bốn bảo vệ. Bố chắc ấy sao, bố lại bảo vệ rồi. Mấy mùng 3 rồi, Tết còn đi đâu được mùng 3 Tết. Thôi con ạ, bây giờ biết đâu bố đi lại rồi, bố đi lại các bố thì sao ấy, nên là bố bảo về đi về hay bố về nhà thì... Bây giờ về đi, bố đồng ý cho về rồi cơ mà. Đi giờ không về đâu bà. Đi giờ bác hai bác đã đồng ý cho về rồi, giờ cháu về ngày trước cháu yêu Sơn hay là ai cũng vậy, đúng không? Quá khứ nào kia, còn bây giờ không, cháu không phải sợ, không phải ngại, cứ về. Bác bảo rồi, đằng nào cháu cũng phải đối diện với sự thật. Có cái gì là các cháu nên với thằng Khánh cứ kể cho bố mình nghe biết. Ơ, mẹ ơi, sao xe Khánh lại vất đây à? Chắc nó mới gửi ngoài đấy, chắc nó sợ ấy chăng? Đi đầu kia đi qua nhà người ta đi bên kia hát to, đi bây giờ người ta hát hòa, anh Khánh ở trong đây. Chắc bây giờ vào bảo kè, chắc nó bừng lắm. Vâng. Vâng bà. Ơ, họ à? À chơi vậy. Bố mới đồng ý cho bố bảo là bảo mẹ vào bảo hai đứa về. Bố bảo con nó về không? Ừ. Nó có về làm gì? Bảo về thôi, về nhà ăn Tết, bố hôm qua bố bảo về. Bố chắc ấy sao, bố lại bảo về rồi. Mấy mùng 3 rồi cái Tết còn đi đâu được mùng 3 Tết. Thôi con ạ, bây giờ biết đâu bố đi lại rồi, bố đi lại các bố thì sao ấy, nên là bảo về đi về hai đứa về nhà thì đứa qua này hàng xóm này ăn uống hát cao kia mắm này, con Ngọc ở đây một mình ạ. Bây giờ hết Tết thì cái gì nữa, nay mùng 3 rồi còn đi Tết đâu, bố bảo bà lắm này. Vậy nhưng mà bây giờ mấy mẹ hỏi đi hỏi lại rồi bảo làm sao, bố mẹ bảo là nè làm sao mà bây giờ có mấy ngày Tết cứ không cho chúng ở nhà, sao mà bố mẹ ghét con Ngọc vậy, hỏi đi hỏi lại mãi bố mới nói. Bố bảo gì ạ? Nhưng mà làm sao bố gọi con bà đó? Bố bảo là mẹ bảo là vậy, sao bây giờ tự dưng người bảo nó về, bố bảo thôi gọi nó về cái nà Tết, xong mẹ bảo là bảo bé giờ như vậy đuổi đi thì sao, về nhà bố mới lại đuổi đi thì gọi về mới về được nữa, bảo là biết ở đâu mới tìm về. Đi vào nhà nói à, kia họ hát ổn. Thôi cứ đi bảo hai đứa về đi. Nhưng mà thôi cháu không về đâu bà. Không bảo, mai hết Tết thì về. Bây giờ về cần đi về. Sang đằng nội đằng ngoại chúc Tết tí anh Khánh. Đằng nội đằng ngoại cần đấy nay cần không còn tí Tết. Hôm bố mình đi nghỉ lại là vậy rồi, nên là về Tết bây giờ về nhà. Không cháu cả bây giờ ấy, cháu ạ, thôi bây giờ bà này không biết là bây giờ là trước thì là bà không biết là bác hai bác ghét cháu làm sao, bà cũng phải đi hỏi lại sao mẹ hỏi đấy. Như hay lại sao mà lại cứ phản đối cái Ngọc. Xong là bố mới bảo là gì ạ? Bác ấy bảo là tại ngày trước là cháu yêu thằng Sơn à, là làm sao ấy, bác ấy bảo vậy, không biết bác nghe ai nói ấy. Bố nghe nói này ạ. Thì ra là vậy, thôi cháu giờ cháu chẳng dám về đâu bà ạ, cháu ngại lắm. Giờ gặp mặt bác cháu cũng ngại. Bố bảo bố không muốn cho con nhau trước là Ngọc là người yêu của Sơn ấy. Ừ, bố mới bảo vậy, bố không biết bố đi làm suốt mà bố nghe ai nói. Bây giờ cháu không phải sợ, cháu cứ về. Bây giờ hai đứa là cứ về đi, cứ về không được gì đâu. Quyết định yêu nhau rồi là hai quyền là của hai đứa. Còn bác hai nói là việc của bác, nhưng bây giờ bác cứ gọi về là cháu cứ về. Còn bây giờ ấy, ai cũng có lúc sai lúc trái. Như bà ấy là đi bác ấy cũng sai, mà không phải trong đời ai cũng sai lúc trái cháu ạ. Lúc nọ kia bà thì bà không biết là trước đây cháu thì cũng hôm bà cũng nghe Khánh nói qua là cháu là bạn của Sơn rồi, cũng nói rồi, nhưng mà bây giờ bác khai bác nghe vậy thì cháu không có thể đi là bác bảo bà cứ về, cháu có gì mà cháu cũng nói thẳng với bác, không phải sợ. Nhưng cháu không dám về đâu, giờ cháu về gặp mặt bác cháu cũng ngại lắm, cháu không muốn nói chuyện với bác, bởi vì bây giờ bác đã nghĩ cháu như thế rồi, cháu không dám gặp bác đâu ạ. Không phải ngại, bây giờ mình phải đối diện sự thật, nghe chưa? Bây giờ có cái gì cứ nói, cháu cứ về, hai đứa cứ nói thẳng, thằng Khải mới nói thẳng với bố mới biết bạn ngày trước là Sơn là bạn con, mà bây giờ là Ngọc ngày trước là người yêu của Sơn. Nhưng bây giờ thanh niên mẹ bảo bố rồi, thanh niên nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường. Còn bây giờ là kệ chúng nó tìm hiểu nhau, cảm thấy thích hợp thì lấy nhau được, có phải là yêu nhau mà nó phải lấy nhau ngay đâu. Nên là bác ấy có khi bác cần năng hiểu lầm với cháu nghe chưa? Nên là cháu bây giờ cháu biết rồi. Anh chị cứ mẹ đi bảo bố đi, nếu mà bố nghĩ Ngọc vậy thì thôi con Ngọc không về, con Ngọc cứ ở đây, con Ngọc cười bố bảo anh với chị cứ về đi. Bố ơi. Và bây giờ bố anh về ăn Tết đi, hôm nay em ở đây cũng được mà, anh về hết đi. Không, bây giờ về hết cả hai đứa.
Bây giờ cháu đi về với bác. Đấy, bây giờ về đi, bố đồng ý cho về rồi cơ mà. Đi giờ không về đâu bác. Bây giờ bác hai bác cái đồng ý cho về rồi, cho cháu về ngày trước cháu yêu thằng Sơn hay là ai cũng vậy, nó có quá khứ. Nó kia còn bây giờ không, cháu không phải sợ, không phải ngại, cứ về. Bác bảo rồi, đằng nào cháu cũng phải đối diện với sự thật. Có cái gì là các cháu nên với thằng Khánh cứ kể cho bố mình nghe biết rõ ràng. Sau này nếu hai con ở với nhau, yêu nhau thật sự với nhau là phải nói thẳng, nói thẳng với nhau. Mà cũng phải trước sau cũng phải gặp bác nghe chưa, nên phải nói đây là lý do hai đứa cứ đi về. Anh về ăn Tết đi, về em lấy không không giờ về là về cả hai đâu người đâu ở đây mấy hôm nay trong hướng loạn, hai đứa nào với mặt đầy giấy tơ giấy rác rồi, rét mướt ăn uống không ra làm sao. Bây giờ về con về đi vào đi, tao nói cho bố tất cả mọi thứ biết từ trước này đấy. Có gì làm nói hết cho bố nghe, nếu bố không chấp nhận nữa thôi anh không về nhà nữa, lại ra đây ở. Mà bố đồng ý thôi, các bạn. Bây giờ nếu cháu cứ về, có gì cháu cứ nói thật cho bác ấy nghe. Còn không phải sợ, cứ nói thật cho bác ấy nghe. Xong rồi nếu mà bác ấy đồng ý là, nếu mà bác đồng ý là không phải, nó mẹ bà bảo rồi. Đồng ý thì bị lửa về, không có giờ về mà đuổi về nó không được đâu. Nhưng mà bác bảo là giờ thôi cứ đi bảo hai đứa nó về đi. Nay cũng mùng 3 đấy biết về rồi, bác chắc là bố mì mấy nay đi ăn Tết nên chắc là họ nói cho anh em bạn bè nói cho nên là bố mì vậy. Nên thay đổi, được tính đấy thì tốt, về cứ về như thế nào con ạ? Nhưng về còn cái gì, hôm nay mùng 3 Tết thì nữa. Chiều rồi. Chiều như thế nào về ấy? Tết, Tết thì biết là vậy rồi, nhưng bố bảo về thì cứ về con ạ. Hai đứa cứ về nhà. Không có lý do không về ở đây mãi, ở sao được vậy, nhã ở nhà hoàn toàn mãi ạ. Đấy, và bà đang bảo Tết mấy đi. Hôm anh đâu không vào nữa này. Đến đâu thì đến cũng phải về nhà mình. Nếu bố mà đồng ý cứ về, nhưng mà bây giờ hai đứa thật sự yêu nhau thì chịu kham chịu khổ thì cố gắng, mẹ bố nói thì thôi để mẹ khuyên bố dần, nói từ từ. Còn bây giờ bố mình nghe đằng nọ, bố mình nghe đằng kia, bố mình nghe lung tung lên là người thì nói ra, người nói xấu, người nói tốt. Mình cứ về đối diện sự thật, có gì cứ kể ra bác hai bác nghe. Bá là bây giờ bá họ bây giờ là bây giờ ai cũng có nỗi khổ riêng, mà ai cũng có cái quá khứ, cháu nghe chưa? Nên là có gì cháu cũng nói thẳng cho bác đi, cho bác biết hết lời, bác cháu cũng phải hiểu lầm. Anh có về không? Giờ bố bảo vậy, cháu phải về rồi. Bây giờ bố đi có mấy nay em vào bà bảo Tết không thấy anh Khánh mà đi chúc. Này giờ anh cũng ba rồi, này bố mới đồng ý thì giờ lúc nào cũng lên nhà bà ngoại mà tỉnh chơi. Này nhà ăn cơm xong là ăn cơm ăn nước xong đi lên các bác các bán mà hai đứa chơi. Nếu bố mới vui vẻ thì về, bố mới không phải gì thì hai đứa cứ ăn cơm ăn nước vui vẻ bình thường. Nếu bố mới đồng ý là chắc là bố mới vui vẻ. Còn hai đứa không phải sợ, thấy chưa? Thế đi thôi, đi về nhà theo bố bảo sao đó này. Đi về nhà cháu ạ, bây giờ bác cứ bảo rồi hai đứa cứ về nhà. Thằng Khánh có cái gì cứ nói rõ cho bố mình biết. Giờ bố mình là... Phải không ngại nữa? Không phải ngại. Không ngại. Cháu không phải ngại, tức là nếu cháu thật sự yêu thằng Khánh nhá, có cái gì cháu cũng nói thẳng ra cho bác hai bác nghe hết. Không phải ngại tất cả, bây giờ mình có bây giờ ai cũng vậy rồi, bác thì cũng có tật xấu đấy, bác cũng có ai cũng được hoàn hảo, cháu nghe chưa? Ai cũng có lúc nọ lúc kia thì thôi, để mỗi người phải nhờ, bớt đi một tí nhẫn nhịn cho nhau với lại thông cảm cho nhau thì mới sống được. Bây giờ không như ngày xưa, nên cháu không phải lo. Đi thăm mẹ anh, mình đi cả nhà đi. Bây giờ đi cả nhà xong bắt đầu nói cho bố biết. Rồi em cháu trước là cháu là người yêu Sơn thật đấy, nhưng mà bạn Khánh mà bây giờ cháu đợt đấy là cháu con nhỏ, cháu chưa biết gì đấy, giải thích cho bố tôi liên tí như vậy. Nếu mà bố không nghe nữa thì thôi ai chịu luôn, còn mẹ thôi đi về. Nhưng mà ấy nhá, đi về mà bây giờ về mà bố hỏi thì không đấy, mẹ bảo là nó ở cái gì kìa, nhưng mà bây giờ là bà nội cháu mất rồi thì cháu cũng nói thẳng là bà nội cháu mất rồi nhá. Nếu nó bà thì biết là cháu ngày trước Khánh nói là cháu ở cái gì kìa, khổ đấy, gì đối xử không tốt. Hôm qua bà là nghe người ta nói với lý giờ là sau bác khai nói để bà bảo rồi, giờ bà mất rồi thì cứ đi về nhà bà, xong là không hai đứa cái gì cứ từ nói dần như đưa qua chưa. Đấy mẹ để thấy đẹp xe ở ngoài kia chắc là lấy à, con vừa đi ra đi vào. Con mẹ về trước nhỉ, đi ra xe trước đi con ra.